Hello, welcome to my channel. Nên chúng ta sẽ cùng chơi 12 game và bây giờ sẽ là trò đầu tiên, Tom Friend. Chúng ta sẽ chơi trò Hotel Tyrant. Không trúng. What the hell? Mình chơi lại một ván. Chỉ còn một con này nữa thôi. Xem nào, cách nào để giải quyết được nhỉ? Vẫn không được. Bây giờ sẽ là trò kích ra vô tỷ. Cho mấy quả bom nhé, cho nó nổ cho nó xinh đẹp. Cần nó bớt đi với lại một nắm bom là sao vô. Xinh đẹp. Ngất luôn rồi. Chúng ta sẽ chọn cái object này đi, xem là có cái gì đặc sắc không.
Mình sẽ chọn mấy cái hàm răng này đi. Ui, nghe là thấy ghê rồi. Trời ơi, cái đại tác là hai cái hàm nó cắn chặt với nhau mà cắn này. Không rồi, không trốn chưa, cho một cái nữa, tay lên kia đi. Không có tự tin được không? Oh my god, kinh khủng khiếp. Cắn này thì chỉ cắn là toan luôn. Rất nhiều răng. Đây. Ghê quá. Giờ chúng ta sẽ chơi trò sát rai. Oh, level 13. Ô, khó vậy. Ô, sao mình cứ đứng đó mình nhảy rồi mà không được nhỉ? Đấy, không được luôn. Tiếp lượt chơi luôn rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chơi trò Ben đi rặt.
sẽ là Jelly Club 3D. Điều chưa? Rõ là quần của mình nhiều hơn nhá. Cái game này chắc là ngâu hứng đấy. Còn mình sẽ chơi nốt tập này để tiêu diệt cái bọn này thôi. Hô có đuôi à? Đấy chưa? Thua nó thì mình sẽ bỏ cuộc. Sập luôn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chơi trò Going Ball. Ôi không tới. Bay nhanh gì. Thôi phải chết bây giờ. Bay luôn à. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chơi trò đen tiếp lên. Khuyên mọi người nên đi lấy sao răng thường xuyên nha, thì răng sẽ đẹp hơn đó, mọi người thấy chưa? Rồi và cuối cùng thì chúng ta sẽ chơi trò tôm con rắn.
Video của chúng ta sẽ dừng lại đây nha. Xin chào mọi người.